Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, do nhu cầu từ nước ngoài suy giảm mạnh đã ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp địa phương. Tính chung trong quý 1 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Các lĩnh vực giảm mạnh như chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khai khoáng. Cũng trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt trên 79 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt trên 75 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu suy giảm thời gian qua là do giá nhiên liệu đầu vào, năng lượng toàn cầu vẫn ở mức cao. Kinh tế thế giới hồi phục chậm, lạm phát còn cao. Đối với tỉnh Thái Nguyên, tình hình kinh tế xã hội quý 1 trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch năm, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 7,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, ngành công thương và cả nước sẽ tiếp tục tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn toàn cầu, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, đồng thời đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa, các chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước để kết nối giữa sản xuất với thị trường, ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng các mặt hàng nông sản, thực phẩm.